Chị có người yêu chưa hả? Chọn người yêu thì chưa biết cách, nhưng mà đầu tiên phải biết cách chọn cam nhá. Đợt này mình về nội đúng dịp Cam Vinh luôn, nên là được mở mang tầm mắt hẳn, mới thấy nông sản Việt tuyệt lắm. Xuống vườn gặp các cô các chú mới thấm được tâm huyết để có một vườn cam ngon, sạch, không hề đơn giản nha. Rất nhiều vườn cam nổi tiếng nay cũng đã dần lụi tàn rồi. Thơm lừng luôn. Trước mình cứ ngỡ là quả cam nào cũng như nhau cả, nhưng mà về đây á, được các dì các mẹ chỉ mình mới thấm được làm sao để lựa một quả cam ngon. Thực ra nó cũng không hề đơn giản đâu nha. Đầu tiên là nhìn vào vỏ của cam này, cam ngon thì đuôi nó sẽ đậm hơn, cam Vinh đuôi sẽ cam chứ không phải là màu vàng, màu nó sẽ đều, như quả này là sẽ ngọt này, quả này nó sẽ không ngon bằng nha, phía đuôi nó sẽ còn màu vàng và bên trên gần cuống còn màu xanh. Đây là điểm được mọi người chú ý nhất đó, nhớ nha. Vỏ của quả cam Vinh hơi sần sùi và có nhiều vết nám vì thời tiết của miền Trung, nhưng mà đảm bảo sẽ ngọt nha. Tiếp theo là nhìn bề mặt da, những quả da sần sùi như vậy thì vỏ nó sẽ dày hơn và dễ bị khô đầu, còn quả này nó sẽ vỏ mỏng này. Thứ ba là sẽ nhìn vào phần đầu cuống, quả ngon thì nó sẽ đều, quả mà nhô lên cao như vậy thì khả năng khô đầu sẽ cao và không ngon bằng đâu nha. Và cuối cùng nhớ khi lựa cam thì chọn quả vừa phải thôi, đừng có ham quả to nha, cái này quan trọng đó. Như hai quả này thì chắc chắn là phải lựa quả bên trái nha. Đấy, đi càng nhiều mới thấy nông sản Việt nhiều mà lại ngon nha. Mỗi tịnh một món thôi mà còn say đắm lòng người rồi, mời cả nhà nhé.